Vừa rồi trường chúng ta đã làm xong buổi lễ dâng hương và trong tham dự lễ hương của những vị tăng nhân cho ban miếu và là 6 năm sau năm 1076 ông là người đặt nền móng cho cả nước là hệ tin tưởng phát triển của Việt Nam chúng ta về tham dự lễ hương trong khu vực và là hệ tin tưởng của tổng thống và nhà lãnh đạo với tư cách là nhà lãnh đạo của tổng thống và nhà lãnh đạo đầy công bỏ và bản thân khổng tử 15 tuổi đã tập chứng minh được công ban tự khổng tử và những học trò xuất sắc nhất của ông. Nhưng ở đây không muốn nhấn mạnh của chúng ta ban miếu ngay từ khi khởi dựng năm 1070 thì ngoài chức năng là nơi thờ tự